Đây, em có về được cái dòng này, nó là cái dòng bộ thìa cà phê và nó được bán trên Amazon Bass, đấy, Bassi gì đó. Thì con này đương nhiên nó là dòng gia công ở bên nước thứ ba, nó là bên China rồi. Đấy, Amazon.com, Amazon Bass này. Thì em thấy này, nó xuất khẩu, nó bán trên thị trường USA này. Rồi Mexico này. Đó, thì cái dòng này anh em cũng quen thuộc, giống như cái dòng bút rồi. Em sẽ mở cho anh em xem cái bộ này nhá. Rồi, các bác nào mà hay uống cà phê thì không nên bỏ qua cái mã thìa này. Nó xịn lắm và giá của nó rẻ, đẹp, nó dày dẫn bằng inox 304. Một bộ như này nhá. Đấy, một bộ như này. Gồm cho anh em là 6 thìa ha. 6 thìa, quá ngon luôn. Bây giờ cho anh em xem luôn nhá. Đấy, 6 thìa. Sáng choang như vậy. Đấy, sáng choang. Mới cáu luôn. Đấy, thì ở inox dày dẫn như vậy này, anh em nhìn không? Quá dày luôn. Ở trên này thì nó có ghi này, Amazon Pass này. Đấy, và một chữ Stanley 18/0. Đấy, và nó có ghi sản xuất tại thị trường Made in China nhá. Made in China. Đó, thì con nào nó cũng có như vậy. Đấy, anh em thấy không? Đây là những cái vân tay em vừa mới sờ vào thôi. Đấy, những cái mẫu này thì các bác quánh cà phê này, dày dày lắm mọi người này. Rất dày luôn. Sang trọng đấy anh em ạ. Đấy, xúc cà phê. Nếu các bác nào đang làm quán cà phê nhá, quán cà phê dùng cái con này thì đúng bài luôn. Chuẩn bao sang trọng. Chuẩn bao sang trọng luôn anh em nhá. Đó. Cái này thì nó xinh xắn thôi. Hoặc chị em nào mà đang có con nhỏ nhé, dùng cái mẫu thìa này để xúc bột cho em bé cũng được. Đấy, bao ngon luôn này. Rồi, ok. Để em đo thức sơ sơ qua cho anh em để nắm được nhá. Tiếp theo một cái mã nữa. Con này cũng là của Amazon luôn này. Cũng cùng một thương hiệu. Thì cái này nó là một cái hộp bút nhá các bác nhá. Một hộp bút. Một hộp bút 4 ngòi. Bốn ngòi như vậy. Đây, cho anh em và các bác coi luôn nha. Trên này nó là cái thương hiệu này. Hàng của nó thì cực xịn luôn. Đây các bác nhá. Thì một hộp nó sẽ có bao gồm màu xanh này, màu cam này, màu đen này, màu đỏ này. Đấy, và màu xanh này nữa này. Và trên đây thì nó sẽ có tổng thể 4 ngòi. Đầu tiên nó là cái ngòi này là ngòi đen. Màu đen. Tiếp theo là màu này màu xanh. Đấy. Màu xanh này nó là xanh lá chuối. Và tiếp theo đó là một màu đỏ. Đấy, thì bao gồm cho anh em là một bút là 4 ngòi Amazon Bass này. Đấy, 4 ngòi như vậy. Hàng bao đẹp luôn anh em nhé. Bao đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy không? Quá xịn. Bây giờ em test thử luôn cho các bác. Đây, hôm nay em sẽ test trực tiếp cho anh em cái mẫu bút này nha. Đầu tiên là sẽ màu đen này. Đó, màu đen này. Sẽ là đấy, em viết nha. Thanh này, đấy, nét bút con bút này nó rất là đầm nhá, đều. Tiếp tục là màu xanh này, màu xanh thông thường anh chị nhá, màu xanh thông thường này. Tiếp tục là màu xanh xanh lá cây này, đó, màu xanh lá cây. Và tiếp tục là màu xanh này nữa, hai màu xanh anh em ạ. À, màu xanh rồi, tiếp tục màu đỏ này. Đó, thì tổng thể của nó là một cây này nó sẽ có 4 ngòi. Đấy, các bác dùng cái ngòi nào thì anh em ấn xuống ha. Đấy, 4 ngòi. Đấy, đây cũng kéo xuống được nhá anh em nhá. Đấy, thì anh em xem những cái nét bút em đã ghi như vậy là các bác biết là cái dòng bút này nó là dòng chất lượng luôn. Một cái bộ bút như này, 6 cây nhá các bác, 6 cây. Giá chỉ có 60.000 đồng thôi. 60k một bộ, một hộp bút như vậy. Đấy, các bác nào lấy thì báo em nhá, để em ghi về cho các bác 60k này. Đấy, một hộp ha. Về tặng cho các bé nhà mình hoặc là các bác cũng làm việc rất là ngon. Tiếp theo thì hôm nay em có về được cái bộ này. Cái bộ này nó là cái bộ sạc đốc sạc không dây. Đốc sạc không dây của cái thương hiệu này là OTM này. OTM. Đó. OTM, con này thì sơ lược qua thì em cũng lắp ráp một con rồi, dùng rất là hay. Nó model này,
S001 này. AC của nó là 100 cho đến 240V, tần suất là 50 trên 60Hz. Đấy, và quýt ra của nó là một cổng là 5V 2.4A mắc này, Ericsson. Và một cổng nữa, nó là 5V 7A, công suất 35W, 35W này. Đấy, thứ. Đấy. Và kích thước. Rồi, con này nó được gia công tại thị trường Made in China nhá. Màu này là màu gì nhỉ? Đây này. Rose Gold này. Màu hồng anh em nhá. 1 2 3 4 5 6 6 cái tiêu chuẩn này, hàng xịn luôn anh em ạ. Hàng xịn luôn. Và công suất mắc là 35W. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác kỹ lưỡng hơn này. Đấy, Apple này, Apple Watch này, iPhone, iPad rồi em cái gì đó đây, USB. Đó, thì tổng thể như này, thương hiệu của nó đây. Đấy, màu này nó là màu này này. Nó gọi là màu hồng. Hồng gì đó. Đấy, thì dở ra của nó như này, bao gồm này, cáp sạc này, lưới này, sách hướng dẫn này. Một cái lót này là lót đế để sạc này. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ lấy một cái bộ ra để bộ đã lắp ráp rồi để test giới thiệu luôn cho các bác nhá. Anh em nhá, con này cầm nắm trên tay cực kỳ là đầm. Trên này thì nó được làm bằng nhôm vùng quanh, nhựa bên trên này nó là nhựa ABS. Và đằng sau của nó các tiêu chuẩn nó có ghi hết đây, mắc là 7A, 5V 7A, 35W smart AC. Đây là cái phần dây nguồn để mình cắm cái phần dây điện vào nhá, thì nó sẽ đi kèm hết bộ này cho anh em luôn này. Đấy, đây là cái dây của nó này, đế điếc các thứ cực kỳ là ngon, nhựa ABS. Và đằng sau đây thì nó sẽ có ba cái lỗ USB để sạc. Đấy, sạc cũng tương đối là nhanh đó. Thì đây, con này em đã lắp ráp vào rồi. Đấy, lắp ráp rồi, về các bác tự xoáy vào nhá. Con này thì các bác về là các bác rút ra. Đấy, cắm cái này vào đây cho em này. Cái này là không có nhá, cái này là của cái đồng hồ. Đấy, đút vào đây cho em này. Đấy, và cái này cũng vậy này. Thì cái này nó là cắm như vậy. Về các bác nhét vô cái dây sạc cho em vào đây. Một là dây sạc cho Samsung hoặc là cho iPhone, thì tùy các bác có dây sạc gì các bác đưa vào đây. Đấy, xong mình sẽ luồn vào đây này. Đấy, xong anh em cắm vô đây cho em. Đó là cái phần dây sạc nhá. Còn đây, em đã nhét một cái đế sạc không dây của cái iPod này vào rồi. iPod này vào rồi. Đó, để mình cắm vô đây này. Đấy, thì mọi người phải cho cái dây của mọi người vào đây nhá, chứ còn mà sản phẩm nó sẽ không bao gồm dây đâu. Đấy, nó gọi là cái đốc sạc thôi. Bên trong này thì nó sẽ bao gồm cho anh em là hai cổng sạc nữa này. Đấy, thì tổng con này nó là 5 cổng sạc nhá, 5 cổng sạc. Thì con này nó có tác vụ là sạc hai cổng này nó sẽ sạc cho điện thoại rồi iPod đặt vào đây. Đấy, sạc cho smartwatch á. Các bác quấn gọn gàng vào, cắm vào đây. Đó, xong rồi anh em mình đưa vào đây là cho nó gọn gàng này. Đó, thì các bác đưa cho nó gọn gàng vào đây nhá. Đây là em đặt chưa có đều này. Nó có tặng kèm luôn cả cái dây buộc như vậy luôn để cho các bác dùng này. Xịn lắm mọi người ạ. Nói chung là rất là tiện lợi này. Đó, thì cái dây này của em nó là dây dẹt nên là nó sẽ phồng phào hơn là cái dây tròn nhá các bác nhá. Cái này chắc là anh em trẻ là dùng nhiều thôi, chứ còn các bác lớn tuổi thì ít khi có những cái dòng iPod rồi là. Ngoài ra thì nó tận dụng được nhiều cái cổng sạc cũng rất là hay. Đã lắp vô xong rồi nhá. Giờ anh em mình cho cái này vào này. Xoáy vào. Cái đế này bằng nhôm hết nhá. Đó. Đấy, các bác xoáy vào đây cho em nhá. Rồi cắm điện vào thôi. Cắm điện vào anh em xài. Đằng sau này các bác có thể sạc cho các thiết bị khác nữa này. Mặt trước này thì nó là sạc cho điện thoại này. Điện thoại rồi là
iPhone, Samsung, các bác cho chân Samsung vào đây là xài. Đấy, như iPod này, cài vô đây là nó sẽ sáng đèn luôn ha. Đó, thì bây giờ em cắm điện vào test thử luôn cho các bác xem. Một bộ như vậy. Đấy, ngon luôn. Hàng bao ngon luôn nha các bác nhá. Thương hiệu như vậy. Đó thì cái này nó có nam châm rồi, nó cái đồng hồ này nó có nam châm rồi thì nó sẽ hít vào này. Bây giờ là cắm luôn cả con điện thoại nữa. Test cho các bác nhá. Đấy, đồng hồ đặt vô này, cắm điện vô này. Đấy, báo đèn luôn nhá các bác, báo đèn sạc luôn này. Con này thì các bác phải cắm vào đây. Như cái chân này của em ấy nó là cái chân dẹp, đâm ra là nó gì nhá. Đấy, mình cắm vô đây. Báo sạc luôn. Đấy, tiện lợi luôn nhá các bác. Ngoài ra thì anh em có thể cắm thêm một vài cái cổng nữa. Đấy, cắm thêm một cái vài cổng nữa đằng sau như vậy. Nó như vậy nha các bác. Cắm thêm 3 cổng nữa để anh em mình xài. Con này chắc chắn. Thì anh em nào mà đang cần một cái đốc sạc như này thì báo em Thanh nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn. Vừa sạc được iPod này. Đấy, à smartwatch này. Vừa sạc được các thiết bị như iPhone hoặc là Samsung hoặc là các thiết bị khác thì các bác cho cái dây vào thôi. Đó, thì một bộ nó như vậy nha các bác nhá. Đây là sách hướng dẫn này. Đấy, hàng nó bao chất luôn. Cái này nó không phải bằng nhựa đâu, nó bằng nhôm đấy anh em. Mở ra thì trong đây sẽ có phụ kiện này. Cái đốc này là anh em đưa cái sạc của smartwatch vào này. Đốc này thì nó là đưa cái dây sạc của các bác vào đây này. Ở đây là những cái dây ghim, những cái ghim ở đây và dây buộc. Đấy, dây buộc như em vừa buộc cho anh em xem đó. Đó. Đấy, một bộ của nó như vậy. Giá cực kỳ là tốt cho anh em nhá, hàng hãng luôn nhá. Hàng hãng. Đấy, một hộp như này. Đầy đủ phụ kiện cho các bác. Đây còn cái này nữa này. Cái này thì các bác sẽ dán cái này vào đây cho em. Để cho nó có độ ma sát khi mình đấy, băng dán là 3M luôn nhá. Có độ ma sát để khi mình ốp cái điện thoại vào đây nó không có bị xước điện thoại của các bác. Đó, mình bóc ra mình dán vào đây cho em. Trong này có một cái ghim nữa là anh em xoáy vô vào thôi. Đó, thì một bộ của nó là nguyên này để về cho anh em mình xài. Giá cho em nó nhá. Đây, giá cho em nó là 150.000 đồng. Đấy, gọi là cái đốc sạc đi. Đấy, đốc sạc nhá. Đốc sạc 150.000 đồng. Công suất của nó là 35W này. Đấy, hàng xịn luôn và 5 cổng cắm. Đấy, 5 cổng cắm USB. Đây, em có về thêm được cái lô đèn LED 4 quang anh em nhé. Cái con đèn này nó là dòng con đèn xịn sò luôn anh em ạ. Để cho anh em mình dùng. Nó vừa sạc năng lượng mặt trời và vừa sạc thông thường được. Mất điện anh em mang đi rồi là các thứ nữa. Lên nương lên trại, lên nương dãy các kiểu. Hàng hãng đồng hoàng nhá. Đấy, hàng hãng Vida luôn này. Vida. Anh em nhìn thấy không? Mã này nó là mã M4 nhá, mã M4. LED này, LED 4 khoang, hạt LED to, siêu to khổng lồ luôn. Đây. Đấy, input vào là 2A này, quýt ra là 7A này. LED của nó này 5V này. Hoạt động từ 5 cho đến 15 giờ này. Đấy, kích thước thì nó là 210 x 170 x 55. Đấy, hộp của nó cũng là hàng xịn sò luôn anh em. Bây giờ em sẽ bóc ra cho các bác thực tế luôn. Sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm cho anh em một cái cáp sạc USB Type-C nhá. USB Type-C. Khi mà không có nắng thì các bác có thể sạc bằng cái củ sạc điện thoại của các bác được. Đó, mở ra này. Đây, mặt mũi của em nó như vậy ha. Chống nước IP66 này, khung sườn này. Đấy. Cái tấm năng lượng mặt trời này nó là tấm năng lượng mặt trời Domo nha. Domo nó tích điện nó rất là nhanh. Đấy, tích điện chỉ cả hành nắng, hơi hành nắng thôi nó cũng tích điện được rồi. Và đây là báo nút nguồn này. USB để cắm sạc cho điện thoại này. Ví dụ như điện thoại các bác hết pin cắm từ đây sạc qua cũng được luôn nhá. Đấy, và đây LED của nó đây như vậy, sáng lắm. Và nó là con này nó là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng nắng này, ánh sáng trung tính, tức là trung tính sẽ là có hai giải màu, một giải màu ánh sáng vàng và ánh sáng trắng. Đó.
Tiếp tục là nháy này. Đấy, nháy, đây là nháy cảnh báo US nhá. Đó, thì có mấy tính năng như vậy thôi. Đó, mình cứ ấn nút này là được anh em nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có hai cái hít nam châm để khi mà anh em hít vô vào cái thanh sắt cũng giữ được luôn nhá. Đây, hoặc là các bác có thể treo lên như vậy. Đấy, nó có cái móc này, anh em treo lên. Nhựa nhiếc nó là hàng bao xịn luôn. Đấy. Các bác nhìn qua video là biết nó chất lượng như nào rồi. Không có một tí diêm rúa các thứ nào, làm thừa thãi. Hàng công ty đồng hoàng, hàng hãng, gọi là hàng hãng. Thì một con như này, giá cho em nó là 220.000 đồng cho một cái con đèn led 4 khoang như vậy. Đấy, hạt led của nó thì nhiều lắm anh em ạ. Đây là một khoang này, 2 4 này, 6 này, 7 này. 2 4 này. 6 8 10 12. Đấy, 12 nhân 6 thôi. 12 nhân 6 luôn nhá anh em nhá. Là một khoang đó. Trời nhá anh em, tối em test luôn cho các bác quả đèn này nhá. Đó. Ánh sáng của nó này. Đấy, ánh sáng cấp độ 1 này, cấp độ 2 là màu vàng nắng, sẽ là màu ấm như vậy. Và thứ ba là ánh sáng trung tính. Đấy, trung tính sẽ kết hợp hai cái dải đèn vào thì nó sáng mạnh lắm mọi người nhá. Sáng cực kỳ là mạnh, và đây là ánh sáng tỏa như vậy ha. Đấy, ánh sáng tỏa. Đó, cụp xuống này, nâng lên này. Ánh sáng tỏa để cho các bác đi lại các thứ cầm đi mất điện anh em xài bao ngon luôn. Đấy, bao ngon luôn. Đó. Sáng chóe luôn. Quanh đâu đó là gần 300 hạt led. Đấy, và hạt led của nó to lắm mọi người nhìn này. To lắm nha mọi người ha. Đây là đèn led 4 khoang mã M4, giá cho em nó là 220k nhá. Đấy, các bác nào lấy cái này thì báo em bao sáng nha. Bao sáng cho anh chị em mình luôn. Nắng thì mang ra phơi nắng. Còn là không thích phơi nắng thì anh em sạc qua cái củ sạc của anh em ở đây ha. Một chân tai si này. Đấy, một chân tai si cắm vô đây sạc thôi. Rồi. Hôm nay em có về thêm một cái mẫu đèn năng lượng cho anh chị em nào lắp sân vườn. Đấy, lắp sân vườn, dòng này nó là dòng đèn bàn chải anh chị nhá. Đèn bàn chải, con này nó là thương hiệu của nó là công ty Vinda. Đấy, hàng công ty đàng hoàng anh em nhá. Một cái hộp như vậy. Đấy, to anh chị này. Rất to. Cái này nó là hàng công ty đàng hoàng anh chị nhá. Hàng công ty đàng hoàng. Và sẽ bảo hành cho các bác là 6 tháng nhá. 6 tháng cho những cái mẫu đèn năng lượng như vậy. Đây, em mời anh em xem một cái mã ở đây ha. Thì đây là cái tờ catalog các kiểu đấy, thì nó sẽ có bao gồm như vậy ha. Có kèm đầu mót. Và đây là cái thân nhôm nhá. Đấy là cái thân nhôm. Đó, công suất là 300W và IP của nó là IP chống nước 67, thương hiệu Vinda. Mặt kính cường lực, kẹp cũng là đều là kẹp nhôm hết anh em nhé, kẹp và kẹp nhôm hết. Và led đây, những cái vỉ led ở đây nó rất là to này anh em nhìn này, hạt led to lắm. Đấy, gồm cho anh em là 6 khoang. Đó, tiếp theo ở đây thì sẽ có đế này. Đấy, đế này, các đế ở đây. Đầu mót này. Đó, đầu mót này. Và bịch ốc nhá, ốc kèm pin luôn. Đấy, ốc kèm pin như vậy. Tức là nó sẽ đầy đủ các đồ nghề luôn. Quan trọng hơn, đây là một cái tấm pin Domo. Đấy, tích hợp tính tấm pin Domo dài khoác chắc khoảng tầm 60 cm. Đây em sẽ đo cụ thể chi tiết cho các bác. Tấm pin này nó là hệ tấm pin đời mới, nên là kể cả hành nắng lên thôi chứ không cần phải nắng mạnh đâu là nó cũng đã tích năng lượng mặt trời, tích cũng rất là ngon rồi. Chiều này ngang là 35 phân 35, chiều dài 70. Đấy, chiều dài là 70 phân anh em nhé, 70 phân. Dây đây thì nó sẽ ráp vào như sau, em sẽ ráp luôn cụ thể cho các bác coi nhá. Đấy, hình thức ráp của nó sẽ như vậy. Mình đưa cái ống vào trước và đèn thân đèn trước, còn là cái tấm năng lượng mình sẽ đặt ngang ra. Đó, thì em sẽ lắp ráp vô lên hình cho các bác cụ thể nhá.
Có bao gồm cho anh em cả nở sắt luôn nhé các bác nhé. Đã ok rồi nhá. Đó, thì bình thường như này nhá mọi người, ánh đèn nó phản xuống dưới như này này, nó đã đang bắt đầu đang nạp rồi này. Đấy, mọi người thấy không, chỉ cần hành nắng thôi. Con này tấm pin nôm ui trời, nặng quá mọi người ạ. Đấy, đây là em lắp gá tạm sơ qua thôi anh em nhá, gá tạm sơ qua nó như vậy. Đấy, một bộ như này. Còn cái đế kia các bác bắt vào tường là xong ha, bắt vào tường là xong. Đó, rất là ngon luôn. 300W IP67. Anh chị em mình chỉ có việc bật cho pin vào đầu mót và mình khiển thôi. Còn bình thường nhá, ban ngày thì tự động nó sẽ tắt đi và nạp thêm điện như vậy. Đấy, nạp thêm điện vào. Bây giờ mới là đang ở trong nhà, bật ánh sáng điện lên mà nó cũng nạp luôn này. Đấy, chứ cả hành nắng lên là nó đã nạp rồi, không cần phải trời nắng rực lên đâu. Và ban tối nhá, tự động nó sẽ auto, tự động sẽ bật lên. Đấy anh em nhá, tự động bật lên. Thì hiện tại bây giờ em sẽ tháo rời cục không kết nối pin nạc nữa để bật cho anh em mình coi. Nếu mà ấy thì anh em phải úp cái tấm pin này xuống. Nếu mà bật đó. Đó, mọi người thấy không? Ánh sáng con này công suất là 300W, rất sáng luôn. Rất chi là sáng. Đây hiện tại là đang ban ngày và bật một dàn điện nhà em lên như vậy. Đó. Một dàn điện như này mà nó còn sáng như vậy đấy các bác nhá. Đấy, sáng như vậy. Hàng này hàng công ty thì em bảo hành cho anh em mình 6 tháng thoải mái luôn. Trên này thì nó sẽ có công tắc on off này. On off này. Auto này, hẹn giờ này và chế độ cảm biến rồi là các kiểu gì gì đó ở đây này. Ánh sáng này, cộng trừ, giảm ánh sáng các kiểu đây. Trên này nó sẽ có báo phần trăm pin. Bây giờ nó đang nạp được có 81% pin này. Đó, chưa full anh em nhá. Rồi em tắt đi bằng đầu mót. Còn bình thường anh em không dùng đầu mót á thì cứ mặc định auto, ban ngày tắt để sạc, còn ban đêm tối đến là nó sẽ tối đến là nó sẽ tự động phát sáng. Vỏ nhôm. Đấy, vỏ nhôm luôn. Kẹp cũng là kẹp nhôm luôn. Đấy, kẹp nhôm. Tấm pin Domo rất to luôn này anh em nhá, rất to 70. Đấy, 70. Và tấm pin này nó là hệ đời tấm pin đời mới. Rồi, ok anh em nhá. Cái điều nữa anh em cần biết này. Đấy, nhiều anh em chuyên ngành thì hay hỏi nhất này. Đấy, 700 x 350 này. Đấy là kích thước nhá. Con này sạc là 40W. Đấy, tấm pin mono 6V này. 6.66A này, 7.2V này. 7.32A này. Đó, thì nó sẽ dao động cộng trừ 5%. Đấy, đấy là một con đèn năng lượng bàn chải nhá. Với cái mẫu đèn bàn chải như này thì các bác có thể dùng ở sân, vườn, cổng rồi trang trại anh em nhá, trang trại để đỡ tốn cái điện năng của anh chị em mình. Đó thì anh em nào cần cái con này nó là đèn bàn chải nhá. Bàn chải năng lượng mặt trời, công suất là 300W. 300W. IP chống nước thoải mái luôn. Giá em gửi đến cho anh em mình cái con này là 980.000 đồng. 980.000 đồng. Em bao ship toàn quốc cho anh chị em mình. Thùng của nó là cỡ lớn như vậy nhá. Đó, hàng này thì được bảo hành cho anh em là 6 tháng. 6 tháng nhá. Đó, được bảo hành cho anh em mình là 6 tháng. Đó, mọi người nhìn cái led của nó này. LED của nó là LED xịn, LED to luôn anh em ạ. Và con này có cái tổng cái mắt LED, hạt LED của nó là 378 hạt LED anh em nhé. Mặt là mặt kính cực lực luôn. Rồi, anh em nào lấy thì báo em nhé. 980.000 đồng, bao ship toàn quốc cho anh em. Một cái hộp như này em ship mất 50.000 rồi. Đây là một con đèn 300W tiếp tục này. Con này thì nếu các bác nào mà đặt ở trong lán trại nhá, trong lán á, thì tấm pin của nó đặt bên trên mái tôn chẳng hạn này, thì anh em dùng cho em cái tấm này, con này. Đó, con này nó rất là nặng nha các bác nhá, nó không nhẹ đâu. Đấy, rất là nặng vì trong nó là cái khối pin lớn luôn. Và khung của nó như này nó là được làm bằng khung nhôm nhá, chứ không phải khung nhựa, anh em lưu ý này.
khung nhôm chứ không phải khung nhựa. Mặt to đây, kẹp của nó đều là kẹp nhôm hết nhá, kẹp của nó kẹp nhôm không phải kẹp nhựa đâu. Đấy, hạt led này của nó như vậy. Công ty thì nó đều là công ty của Vinda hết, hàng được bảo hành cho anh em là 6 tháng, công suất 300W IP67 như vậy. Đó, rồi, đây là cái mặt kính của nó, mặt đèn của nó nha. Còn đây, đây là cái tấm pin của nó đây các bác nhé. Đấy, tấm pin của nó đây. Tấm pin này thì để em xem nào. Tấm pin này là tấm pin module, modili, và nó là 6V này. 6V này, 5.83A này. 7.2V này, 6.41A này. Kích thước là 35, ngang 35, dài 70. Đấy, ngang 35, dài 70. Dây cũng rất là to, dây này nó là dây 0.75 nhá. 2 x 0.75 mm. Đấy, đầu kẹp. Đầy đủ phụ kiện cho anh chị em mình. Đấy, đây là tấm pin của nó. Và đây là đèn. Đấy. Đèn thì em sẽ đo kích thước đèn cho anh em mình xem tham khảo này. Con này thì mình đặt ở trong lán trại này. Còn tấm pin mình đặt lên trên mái tôn chẳng hạn này. Đó, hoặc là các bác nào có tạp hóa hay các thứ này dùng kho xưởng. Đó, dùng con này ha. Công suất là 300W, viền này là viền nhôm hết này. Chỗ này mặt này chiều ngang của nó là 41 phân. Chiều đứng của nó gọi là chiều cao đó. Nó gọi là 31 năm. Tay quay các thứ. Anh em sửa chữa xe cộ các thứ cho vào trang trại. Đó, trang trại. Cái này quá tuyệt vời luôn, bật thử luôn cho các bác coi nhá. Nói chung là hàng này thì bao sáng rồi. Hàng công ty anh em không cần phải lăn tăn gì cả. Nó không phải là cái dòng hàng fake. Đây em cho anh em xem hàng fake của Trung Quốc này. Em có kiếm được một con đèn 300W. 300W của thằng Trung Quốc này. Đấy, thương hiệu là Takai này, IP cũng 67 này, công suất 300W này. Nhỏ xíu luôn. Hạt led anh em nhìn này. Một trời một vực luôn nhá. Đây, để đây các bác tự nhận định thôi. Tự nhận định thôi. Còn quan trọng là chất lượng nhá. Cái con này này, con hàng fake này. Nó có một ký ký 8 này anh em nhìn này. Đấy, một ký 8 nhá. Là con hàng công ty này. Đấy, con hàng công ty này, nguyên cái phần đèn thôi đấy nhá anh em. Đó, ba ký 2 này. Đấy anh em này, thấy không? Cái này nó liên quan tới pin này, rồi kích thước này, các thứ này. Hàng này led liếc nó còn to, đây là led nó nhỏ xíu xíu này. Đây led ở đây những cái hạt nó dài thường thượng này. Đó. Về đặt và dây dài nhá anh em nhá. Dây nó dài lắm mọi người ạ. Đây này. Dây nó áng chừng dài khoảng 4 mét mấy 5 mét ấy, một bối như vậy này này. Thì anh em mình về mình đưa đấu ở đây này, nó có cái lẫy ở đây, các bác đưa đấu lẫy vào đây cho em. Và mình đưa lên trên mái nhà thôi. Xong là xoáy vào. Chống nước nồi thoải mái cho các bác. Đấy, chống nước nồi thoải mái cho các bác nhá. Đấy, nó ánh đèn nó đang nạp này, anh em nhìn thấy không? Ánh đèn nó đang lên điện nó nạp này. Đó, và bây giờ em bật thử lên cho các bác xem nhá. Nếu mà anh em mình đến nhận hàng á, nếu mà đấu vào thì phải úp cái tấm pin này xuống nhá. Úp tấm pin này xuống thì mới bật được. Chứ ban ngày nó không bật được đâu. Đấy, bật tắt này. Đó. Ánh sáng của nó thì sáng cực kỳ luôn anh em ạ. Sáng chóe loạ luôn đấy. Bây giờ em cho vào cái bóng tối cho anh em test thử luôn nhá. Tại thì ngoài trời nó vẫn đang sáng nên không test được cho anh em. Đấy thì tối nó như vậy. Đấy, còn khi mà mở lên thì nó như vậy. Đây này anh em này. Đấy, một con như vậy thôi nhá mọi người nhá. Chỉ có một con thôi. Không có con thứ hai đặt ở đây đâu. Đó em đạp. Em đặt tạm đây cho anh em thấy là biết luôn này. Đấy, mọi người thấy không? Quá sáng còn gì nữa đúng không? Đó, mọi người thấy không? Ok nhá. Con này nó nặng lắm mọi người. Thì em vừa quay vừa cầm đâm ra nó hơi rất khó. Rồi, đó là con đèn năng lượng 300W để trong nhà. Đó, đèn năng lượng 300W để trong nhà anh em nhé. Tắt đi này.
Thì con này mặc định của nó cũng như vậy thôi, ban ngày thì tự động tắt điện và tự vào sạc. Còn tối đến thì tự động nó sẽ bật lên cho anh em. Đấy, hoặc là anh em có thể dùng đầu mót nhá. Dòng này thì công suất 300W đèn trong nhà. Anh em nào lấy thì báo em. Giá con này thì nó sẽ mắc hơn anh em ạ. Nào lấy cái đèn này. Đèn 300W này. Trong nhà nhá. Đấy, trong nhà. Giá là 1.250.000. Đó, bao ship cho anh em đến tận nhà và bảo hành. Bảo hành 6 tháng. Đó, bảo hành 6 tháng cho anh chị em mình. Máy massage Hi5. Máy massage Hi5 nha anh em ạ. Đấy, gối tựa. Kiểu là dạng gối tựa ấy. Thương hiệu Hi5 này thì nó quá là nổi tiếng rồi. Anh em mua nhiều những cái dòng máy massage Hi5 của em rồi thì cũng biết nó chất lượng như nào. Đấy, thì về đây. Lần này về cái mẫu này, anh em tham khảo qua. Đấy, đầy đủ giấy tờ, hàng mới chưa xài anh em nhé. Thương hiệu Hi5 thì nó có tiếng từ trước tới nay rồi. Và nó là toàn là hàng xuất khẩu hết các bác ạ. Hàng xuất sang Mỹ các kiểu luôn đấy. Đấy, đây là cái đốc sạc cho nó này. Con này có cả tích pin sao á. Em cũng chưa có dở ra đâu. Giờ mới bắt đầu là lên video là cũng dở bóc siêu các kiểu lên cho anh em mình xem. Như người mới luôn đấy các bác. Đấy, các bác chờ em chút. Đây. Sản phẩm này thì nó nhiều dây này mọi người nhá. Rất là nhiều dây đây. Thì không biết là như nào nhỉ. Con này kết nối ở đây chăng. Rồi. À, con này phải cắm điện rồi các bác ạ. Không tích điện nhá. Không tích điện đâu. Đấy, cắm vào đây chăng. Ở đây bao gồm một cái đầu mót này. Đấy, một đầu mót này. Nhiều tính năng này, on off này. Tăng này, đảo chiều này, đèn hồng ngoại này, làm nóng á. Cái này thì cũng có thể tách rời ra được luôn anh em nhé, tách rời ra được luôn. Cái này thì các bác làm gối này. Đấy, còn cái này là bi này. Ôi xịn nhỉ. Xịn lắm mọi người ạ, đây này. Thì không biết dùng như nào nhỉ, để em thử nghiên cứu thử đấy nhá. Cái này có điện này để làm nóng này. Và đồ của nó này các bác nhìn cái tem của nó chất lắm. Đấy. Tem này. Tức là nó xuất đi cái nước nào là nó có cái tem nước đó và hướng dẫn những cái từ ngữ nước ngoài của cái nước quốc gia đó luôn. Đấy, 24V, 12V, Hi5. Các kiểu đây. Đấy, sang Anh, sang Nhật, Nhật thì viết chữ Nhật, Anh thì viết chữ Anh, Trung Quốc thì viết chữ Trung Quốc. Đấy, đủ các thể loại luôn. Rồi. Đây, em test luôn cho các bác nhé. Cắm thử cái ổ điện của nó luôn này. Cắm thử cái ổ điện em vừa giới thiệu cho các bác luôn. Đó, thì con này nó dùng như này mọi người nhá. Cái này mọi người có thể gối đầu này. Đấy, cái này cũng gối đầu được này. Cái này nó làm nóng này. Hoặc là các bác có thể đặt lên trên cái phần ghế để tựa lưng nhá. Cái này mình có thể massage được lưng này. Đấy, massage lưng, đảo chiều. Các chế độ thì anh em mình chuyển sang mình sẽ dùng ở đây này. Đấy, có đèn hồng ngoại làm nóng rồi. Các chế độ thì theo bài nhá. Theo bài F1 này. Tăng nhanh, tăng giảm chậm các thứ ở đây này. F2, F3, F4 này. Đấy, có 3 bài. Đấy, tắt đèn hồng ngoại ở đây. Tức là tắt cái đèn làm nóng ấy. Đấy, H1 này. Đấy, nó rất là nhiều bài anh em nhé. H2 này. Đấy, rất nhiều bài ở đây. Tức là nó sẽ có theo bài. Nhanh, chậm, rồi đảo ngược chiều các thứ. Đấy. Thì cái này mình sẽ thể massage cổ, vai, gáy, rồi là chân, tay. Đều được hết nha anh em nhé. Chân, tay hoặc là mình đưa cả chân vào đây để nó máy massage. Bi con này thì nó sẽ có mỗi bên của nó thì đây. Mỗi bên của nó là 4 bi anh em nhé. Gồm 2 bi lớn và 2 bi nhỏ. Bên này cũng vậy. Gồm 2 bi lớn và bi nhỏ. 2 bi nhỏ. Cái phần đệm này ấy, thì nó cũng có cắm điện như này. Thì nó làm nóng này. Đấy, sờ đây đã nóng rồi này anh em nhé. Sờ đây là đã nóng rồi. Đấy. Hàng này thì rất là chất lượng luôn. Cái này mọi người có thể tháo rời ra. Mình mang đi giặt rũ được luôn nhé. Cái vỏ này này.
Đấy, nó có cái phần phần cái túi kéo, cái khóa. Đấy, để cho các bác mình mang đi giặt rũ cho nó sạch sẽ. Đấy, cứ ngồi mình bấm thôi. Con này nó không tích pin nữa anh em nhé. Các bác phải cắm bằng qua một cái nguồn điện điện 220 là anh em xài. Đấy, xài cực kỳ ngon luôn. Chất liệu của nó rất là ngon này. Đấy, nó là hàng Hi5 thì anh em biết rồi. Anh em đã dùng nhiều những cái dòng máy massage Hi5 này cũng biết chất lượng của nó rồi. Em không cần phải chia sẻ kỹ lưỡng về cái sản phẩm như này. Chiều dài con này ấy, nó là được 40cm anh chị nhé. Đấy, chiều cao của nó là 20. Đấy, chiều rộng là 40. Chiều rộng là 40. Đây em sẽ đo thực tế như này cho anh em mình dễ hiểu nhất này. Ngang về cái phần này nó là 40 phân nha anh em nha, gần được 40 phân. Đấy, gọi là 40 phân đi. Chiều cao chỗ này nó là hơn 10 phân ha. Dày là 12. Còn cái tấm này để anh em tựa và làm nóng gối cũng làm nóng cổ luôn nhá. Đấy các bác có ấy thì đặt gối đây mình gối này nó nóng cổ của mình luôn. Thì cái gối này đâu đó nó là 39 phân. Chiều này nó là 22 và dày thì nó khoảng hơn 9 phân. Đó là một cái dòng máy massage Hi5. Thì bộ gối này đây anh em nhìn này. Đấy, mình cắm điện ra mình xài nhá anh em nhá. Cắm điện ra anh em mình xài. Thì cái này nó làm nóng, cái này cũng làm nóng và cái này nó massage. Đó. Thì đây là dòng gối Hi5 anh em nhá. Gối Hi5. Giá cho em nó là 520.000 đồng. Đấy. Tắt on off các kiểu này, hàng bao xịn cho các bác nhá.